chào các bạn. Tớ là Nguyễn Ngọc Minh Khuê, học sinh lớp 5K, trường tiểu học Trần Quốc Toàn. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa, dù bùn đứng dậy sáng loà. Những câu thơ trên gợi cho ta nhớ hình ảnh những người anh hùng đã ngã xuống để góp phần bảo vệ nền độc lập của Việt Nam. Một trong những người anh hùng trẻ tuổi nhất mà hôm nay tớ muốn chia sẻ với các bạn đó là chị Võ Thị Sáu trong tác phẩm Võ Thị Sáu, nữ anh hùng đất đỏ. Câu chuyện mở đầu bằng những hình ảnh thực dân Pháp trở lại chiếm các địa bàn tại Bà Rịa, trong đó có đất đỏ. Chị Sáu lúc ấy cũng vừa tròn 11 tuổi, với bản chất thật thà, hiền lành và chất phác, yêu quê hương, đất nước nên nhìn thấy những cảnh giết người, cướp của, tàn bạo của bọn lính Pháp. Trong lòng chị đã hình thành một ý chí căm thù mãnh liệt, sâu sắc bọn thực dân xâm lược. Cuộc đời chị Sáu gắn bó với cách mạng kể từ đó. Năm 1947, lúc 14 tuổi, chị Sáu vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa làm nhiệm vụ giao liên để nắm tình hình địch và làm mật hộ viên công an xung phong đất đỏ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chị rất mưu trí, lanh lẹ và chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Năm 1949, chị đã trở thành người đội viên công an xung phong đất đỏ. Chị đã dũng cảm, sáng tạo và luôn hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ công an xung phong, tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương. Trong đó, nổi bật nhất là trận đánh diệt tên cai tổng nổi tiếng Ất Ôn ở đất đỏ vào năm 1949 và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền do Pháp thực hiện tại huyện. Vì vậy, bọn thực dân Pháp vô cùng lo sợ và căm tức đối với hoạt động của đội công an xung phong mà tiên phong là chị Võ Thị Sáu. Từ đó, bọn chúng ra sức truy lùng giáo giết. Vào tháng 12 năm 1949, trong một chuyến công tác tại đất đỏ, chị Sáu đã sa vào tay giặc. Hơn một tháng bị giam giữ tại nhà tù đất đỏ và khám đường Bà Rịa, địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man nhưng chúng vẫn không lấy được một lời khai nào của chị. Mặc dù bị địch giam giữ nhưng chị Sáu vẫn tiếp tục làm liên lạc cho các đồng chí trong khám và cùng các chị em trong tù đấu tranh buộc địch phải cải thiện cuộc sống trong nhà tù. Trước tinh thần đấu tranh quyết liệt và không nao núng của chị Sáu cùng những đồng chí trong tù, dù không đủ bằng chứng nhưng thực dân Pháp cùng bọn tay sai vẫn kết án tử hình và đẩy chị ra côn đảo. Chị Võ Thị Sáu hy sinh vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952 khi giặc Pháp đưa chị ra xử bắn. Với nét mặt ung dung, bước đi bước vững chắc, ngẩng cao đầu, cất lên bài quốc tế ca với tinh thần lạc quan cách mạng, chị đã thể hiện tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, chúng ta đang được sống trong nền độc lập hòa bình của đất nước. Chúng ta, những học sinh nhỏ tuổi gần gắng sức học hành, rèn luyện để sau này khi lớn lên có thể đóng góp sức mình xây dựng Tổ quốc ngày càng phồn vinh.